các bạn, như chúng ta đã biết là EA vừa tung ra sự kiện Team of the Season, và cũng như chúng ta đã có một số icon mới. Đây thì kiểm tra xem là những icon nào được thêm vào game. Attacker. Chúng ta có tiền đạo, hát nặng đen. Tiền đạo người Mexico với book là Acceleration, chỉ số khá tốt, chỉ số chạy rất cao. Tiếp theo là hàng tiền vệ. Tiền vệ thì chúng ta chưa thấy ai mới cả, vẫn là Haji. Và thủ môn thì vẫn là Van der Sar. Chỉ số là Diving, một trong những thủ môn khủng nhất game bây giờ. Điểm qua một chút về phần thưởng tournament cuối tuần thì có thể nói tuần này là phần thưởng cho fan MU. Thì phần thưởng tuần này thì chúng ta sẽ có 8 win sẽ có Team of the Season voucher, thì tí nữa mình sẽ giải thích. 9 win thì vẫn là 250 gold. 11 win là Alexis Sanchez, vị trí là tiền vệ tấn công, chỉ số boost rất tốt, rất đáng để chúng ta đổi. 12 win chúng ta sẽ có cầu thủ Icon. 13 win là được 1500 skill. 14 win là Frank Ribery, boost speed. Vâng, lại thêm một cầu thủ là M0 nữa. 15 win sẽ có Community Bond của Team of the Season. 18 win chúng ta sẽ có Anthony Martial, Boost Second Striker, một trong những cầu thủ mà nhiều người đã miss trong cái đợt Giáng sinh vừa rồi. 19 win sẽ có 2500 skill. 20 win sẽ có 5 triệu. 21 win sẽ có 50 VCA token. 23 win sẽ có Martial. 24 win sẽ có 3500 skill. Và đặc biệt 25 win chúng ta sẽ có Robin Van Persie. Lại thêm một cựu của thủ MU nữa. Có thể nói tuần này là tuần của MU. Về event Team of the Season thì nó sẽ được chia làm nhiều tuần. Mỗi tuần thì sẽ có những cái nhiệm vụ mới được unlock. Tap Man thì reset 8 tiếng một lần, từ 2 giờ sáng tới 10 giờ sáng, từ 10 giờ sáng tới 18 giờ, và từ 18 giờ tới 2 giờ sáng hôm sau. Thì chúng ta sẽ chơi những cái man trong này để được gặp Team of the Season voucher. Voucher thì sẽ xài chung để đổi cho tất cả các giải. Và voucher để làm gì? Đây, mình đã đánh được một số voucher rồi. Thì voucher để chúng ta sẽ đổi được một 3 voucher, chúng đổi được một điểm. Hiện tại thì mới chỉ mới mở của community thôi, là tức đội hình tiêu biểu do người chơi bầu chọn. Nhưng mà những cầu thủ này thì không có trong đội hình tiêu biểu. Chúng ta có thấy rất nhiều giải lạ. Có Seth Gong, tài năng trẻ của Fulham, Ruben Neves của Wolverhampton Wanderer, Kane của Fulham, Akin Fenwa, phần sức mạnh. Và tương tự thì với 30 điểm chúng ta sẽ đổi được 10 điểm community. Snowlack của Aston Villa, Diogo Jota của Wolverhampton Wanderer, thì mỗi tuần thì sẽ mở khóa một cái giải mới. Ngày 4 tháng 5 sẽ giải một giải, 11 tháng 5 một giải, 18 tháng 5 một giải, 25 tháng 5 một giải. Về event thì chúng ta event đầu tiên là event skill game. Sau event skill game chúng ta sẽ mở được event skill game 2 với giới hạn 10 lần chơi và có xác suất ra team of the season voucher rất cao. Tiếp theo là
Thứ hai là chúng ta có một để kiếm được các đá Freeze attack. Thì như vậy, cái này thì chúng ta có thể tận dụng mình thoát ra trước để có thể lấy thêm một điểm nữa nếu nhanh tay. Cái thứ ba là chúng ta xem quảng cáo để có thể lấy voucher. Thì cái này thì mấy bạn lưu ý là nếu mà bạn xem quảng cáo lấy stamina hết rồi thì có thể là chúng ta không nhận được thưởng của phần này. Và sau khi chúng ta đã kiếm được voucher, chúng ta đổi được community spawn, thì nếu mà bạn nào nếu thích để dành lại cho những giả như là ngoại hạng Anh đồ thì nó ngon hơn thì có thể để lại sau. Còn ví dụ mà nếu bạn nào muốn chơi thì chúng ta có thể chơi chỗ này. Thì với những mỗi điểm community spawn mà chúng ta đổi, chúng ta sẽ đi hành trình và các nhiệm vụ khác nhau và các skill game hoặc các chiến đấu, và phần thưởng là sẽ đổi được rất là nhiều cầu thủ. Bên cạnh đó là chúng ta có thể nhận được tiền, rất nhiều coins, skill hoặc là XP. Có một số cầu thủ rất khủng như là Jamie Vardy, Jovinko CS, Jan Oblak, Marek Hamsik, Chiellini, Piqué, Javi Martinez, Thomas Lemar, Rabiot. Và sau 3 ngày nữa thì sẽ mở khóa một cái event Squad Building Challenger, là một event build team nút cầu thủ để chúng ta có thể mở khóa cầu thủ Mastery của Community. Theo mình thì nếu mà anh em nên có thể giữ điểm lại để có thể đợi cầu thủ ngon nhất của các giải sau chúng ta đổi, bởi vì event này rất dài ngày, 6 ngày sẽ week 2, 13 ngày week 3, 20 ngày week 4, và quan trọng là cái map cuối cùng là Ultimate, 7 tháng nữa nó mở ra. Thì ở đây mình có một cái bảng tổng kết, thì các cần bao nhiêu điểm community để lấy được món nào. Thì tất nhiên là những anh em chơi có thể nạp nhiều coin thì có thể chúng ta lấy hết. Còn những anh em ít điểm hoặc là có thể chờ đợi sau cũng được. Đấy, vừa rồi mình đã hướng dẫn sơ qua về cái event Team Up Decision. Thì hy vọng là các bạn có thể có những tính toán hợp lý để có thể kiếm được cho mình những phần thưởng hợp lý nhất. Và ngoài ra một điểm nữa là những cầu thủ community không thể nào bán được bây giờ. Nó chỉ có thể bắt đầu giao dịch được sau ngày 5 tháng 6 năm 2018. Nên là tức là nếu mà mấy bạn lấy về cũng không có bán được, hoặc là chỉ có nhét plan thôi. Còn ví dụ ai over thấp thì có thể chơi luôn để lấy mấy cái này để nâng over. Còn chúc các bạn thành công.